Thưa quý vị và các bạn, cùng với công tác kiểm tra, giám sát, huyện Văn Bàn đang tăng cường hoạt động thanh tra, tập trung vào những lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm. Việc thực hiện đôn đốc, thực hiện các kết luận sau thanh tra, kiểm tra cũng được địa phương này hết sức chú trọng. Những hình ảnh này được chúng tôi ghi lại vào thời điểm cuối năm 2022 tại điểm trường mầm non thuộc xã Minh Lương, huyện Văn Bàn. Dù chưa đưa vào sử dụng, công trình này đã có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn cho học sinh. Kiểu không đảm bảo đấy, nhân dân trong thôn cũng không cho con cháu đi học ấy, kiểu nó có một số vết nứt tường đấy, mong là thế nào cấp trên để xây lại cho các cháu đi học, sửa chữa lại hay là làm cái cách nào để cho nó đảm bảo. Qua thanh tra, huyện Văn Bản đã chỉ ra hàng loạt những sai phạm từ khâu thiết kế, vật liệu xây dựng hay lựa chọn vị trí. Thanh tra huyện yêu cầu địa phương cùng nhà thầu thi công có biện pháp khắc phục hậu quả. Ngay sau đó, công trình này đã tháo dỡ, thay vào đó là một công trình mới đảm bảo chất lượng dưới sự giám sát chặt chẽ của thanh tra huyện. Đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý tài chính là những lĩnh vực được thanh tra huyện Văn Bàn tăng cường trong thời gian qua. Chúng tôi sẽ tập trung thanh tra, kiểm tra để phát hiện sớm và khắc phục để tránh trường hợp mà phát sinh ảnh hưởng lớn về trong cái quá trình quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai và đầu tư xây dựng. Trên thực tế, một số kết luận sau kiểm tra giám sát được ban hành nhưng kiến nghị chưa mang tính khả thi, chưa chỉ rõ những khuyết điểm, vi phạm dẫn đến việc thực thi chấp hành còn kéo dài. Để khắc phục, huyện ủy Văn Bàn yêu cầu cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp, thanh tra huyện gắn trách nhiệm của trưởng đoàn với công tác xử lý sau thanh tra kiểm tra, giám sát phải đảm bảo đúng quy trình, chặt chẽ. Huyện ủy đã chỉ đạo cho ủy ban kiểm tra là cơ quan đầu mối, phối hợp với lại các cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch để khắc phục các cái nội dung mà đã được cho cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm toán chỉ ra. Và định kỳ thì hàng quý sẽ có cái rà soát kết quả triển khai thực hiện, từ đó làm cái cơ sở để đánh giá, nhận xét về cái việc mà chấp hành các cái kết luận của thanh tra, kiểm toán và các cái cơ quan thanh tra. Tập trung nâng cao chất lượng các kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát đảm bảo tính chính xác, đúng quy định pháp luật và khả thi, khắc phục tình trạng chậm trễ trong việc ban hành kết luận thanh tra, theo dõi đôn đốc việc thực hiện các kết luận sau kiểm tra, giám sát. Hai nhiệm vụ song hành được huyện ủy Văn Bàn chỉ đạo sát sao đã góp phần quan trọng đảm bảo tính nghiêm minh trong kỷ luật đảng.